chiều ngày 8 tháng 9, lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự buôn lậu, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty Hoàng Sa, chi cục thú y vùng 6 và trạm kiểm dịch động vật. Bưu điện. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua công tác quản lý địa bàn, đơn vị phát hiện nghi vấn một số doanh nghiệp có hành vi nhập khẩu trái phép hàng hóa là sản phẩm động vật nhai lại, bột hồng cầu, bột xương bò, cừu, thuộc diện không được nhập về Việt Nam nên tập trung xác minh, điều tra. Ngày 25 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hai lô hàng gồm 10 container bột hồng cầu heo có xuất xứ từ Pháp, là mặt hàng không đủ điều kiện nhập khẩu về Việt Nam, nặng hơn 117.600 kg, trị giá hơn 3,2 tỷ đồng. Số hàng này nhập qua cảng container quốc tế SBITC do công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa làm thủ tục thông quan. Kết quả điều tra xác định hàng hóa thuộc 10 container trên là bột hồng cầu bò được sản xuất tại một cơ sở của Pháp, được công ty Hoàng Sa nhập về. Công ty này do Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung làm chủ, đã ký hợp đồng mua bán với một công ty khác nhập khẩu. Sau đó, đơn vị nhập khẩu làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch HC của Pháp và thông đồng với cán bộ trạm kiểm dịch động vật cảng Bưu Điện, chi cục thú y vùng 6 để cho kết quả kiểm dịch đủ điều kiện thông quan. Kết quả điều tra bước đầu xác định, ngoài công ty Hoàng Sa, Bình và Nhung còn thành lập 5 công ty khác để nhập số hàng trên. Qua đó, ngày 31 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự buôn lậu, đưa hối lộ, nhận hối lộ, khởi tố 12 bị can. Trong đó, hai bị can Trần Nguyên Bình, Đỗ Thùy Nhung bị khởi tố về tội đưa hối lộ và buôn lậu. 5 bị can Đặng Minh Đức, Nguyễn Thị Hiền, Trần Thị Thanh Luyến, Nguyễn Thị Kiều Thi, Huỳnh Văn Thịnh bị khởi tố về tội buôn lậu. Tất cả 7 bị can này thuộc công ty Hoàng Sa. 5 bị can thuộc chi cục thú y vùng 6, gồm Bạch Đức Lữ, Lý Hoài Vũ lần lượt là chi cục trưởng và phó chi cục trưởng chi cục thú y vùng 6, Trần Trung Nhân, Nguyễn Minh Thành, đều là phó trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật cảng Bưu Điện, và Nguyễn Văn Trung, kiểm dịch viên trạm kiểm dịch động vật cảng Bưu Điện bị khởi tố về tội nhận hối lộ.